Dilema. Này hả? Giá gì, giá sao? Có 100.000 cái nha. Đồ cũ nè. 70.000 nè. Áo len hôm qua tôi mua 80. Hay gì đắt là xịn nè. Hay kỳ được không nhé hơn. Cái này mới, cái này là một cái kiểu đơn. 508. Ai mua? Thì có đồ có 50.000 cái nha. Có nữ. Nữ hả? Rẻ dữ ta. Nó bình dân chứ đâu có mắt đâu nè, con ạ. 50k nè, quá trời. Đồ nữ nè, mấy cái áo này còn dạo mặt đẹp lắm á. Áo này mua dễ mê lắm đâu. 50.000 hả? Mốt ra đây nè, dẫn vô đây. Dẫn ra đây mua chứ. Làm cái quần CK có rẻ không? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa?
mắc kính có 100 ngàn à. Cái cây nha. Hả? Hả mua cà cây 100 ngàn, mấy loại này 100 ngàn ở dưới. Một cái áo 300. Tùy theo loại. Từ từ. Vừa nói với anh hả? Chán ư. Giờ em mua có 20. Áo cũng vậy, quần cũng vậy. Rồi chắc bao nhiêu đợt? 150 ngàn cả. Giá thiệt không ta? 150 ngàn sao giá thiệt? Nè, lịch giá thiệt á. Giá thiệt không? Giá thiệt không hả? 150 ngàn ha, tùy theo cái. Đó, vậy là 150. Vậy tên hay. Cái này là đã qua sử dụng rồi. Đâu có biết cái hiệu nào xịn ta. Dây hạt dây nịch hiệu gì xịn? Dây nịch hiệu gì xịn? Hả? Korea. Cá sấu hả? Lá có lạch cũng đẹp á. Ủa anh đâu? Cái đi thu có hàng hà ở nhà nhiều lắm thì bởi vậy.
Anh có tin không? Đồ rẻ thiệt. Điểm này cái vô coi này chú. Đối chú mà. Lên trên không? Trên 3 cái quầy đồ. Đồ ăn không hả? Lũ phê. Ngồi chút.